Rồi, thì hôm nay Châu sẽ vào bếp cùng các bạn làm món heo giả cầy. Heo giả cầy ăn cùng với lá mơ. Để chúng ta vào bếp làm nha các bạn nha. Để thực hiện cái món heo giả cầy các bạn thì chúng ta cần có những nguyên liệu như thế này ha. Nè, ở đây Châu sử dụng 4 cái chân giò heo. Heo này là heo heo rừng ha các bạn. Thì heo rừng này Châu mua người ta đã thui sẵn cho mình rồi các bạn. Còn nếu mà bạn nào mua heo rừng mà chưa thui thì mình về mình có thể thui trên lửa hoặc là dùng máy khò, mình khò cho cái chân nó cháy xém như vậy ha. Đây là lá mơ, hay còn gọi là lá thú địch, và riềng, củ riềng á các bạn, củ nghệ. Ngoài ra chúng ta có sẽ sử dụng bột nghệ, ớt bột và mắm tôm mẻ ha các bạn ha, mẻ và sả. Đây là bún tươi mình ăn chung với lại món heo giả cầy thì nó sẽ ngon hơn. Và nước dừa tươi để chúng ta sẽ làm cái nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bếp ha các bạn ha, cùng thực hiện món heo giả cầy ha. Thì trước tiên Châu sẽ rửa sạch cái phần móng heo là các bạn, cái phần lông ha các bạn. Thì chúng ta sẽ cạo bằng dao cho nó sạch cái phần này, cái phần lông đó các bạn, móng heo. Đó các bạn, chúng ta sẽ rửa, chúng ta sẽ cạo sạch cái phần móng như vậy ha. Sau khi chúng ta làm sạch phần lông của các bạn và rửa sạch đó ha, thì chúng ta sẽ chặt cái móng heo á cho nó vừa ăn ha. Đây các bạn, chúng ta đã chặt xong ha, miếng vừa ăn ha các bạn ha. Miếng vừa ăn rồi đó các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào ướp ha. Thì chúng ta sẽ cho vào phao, chúng ta sẽ cho mẻ vào nha các bạn. Và là mắm tôm ha, chúng ta sẽ cho mắm tôm vào. Riềng á các bạn, thì chúng ta sẽ bằm nhuyễn ra ha, xay nhuyễn ra, bằm nhuyễn ra sẽ cho vào luôn. Và sả thì chúng ta sẽ bằm nhuyễn hoặc là sắc khoanh như vậy ha, bào nhuyễn ra cho vào luôn ha. Và đây là bột nghệ ha các bạn ha, chúng ta sẽ cho vào bột nghệ.
bột ớt ha các bạn. Chúng ta sẽ nêm 2 muỗng muối nha các bạn. Và 1 muỗng đường. 2 muỗng đường. 3 muỗng đường. Sau khi chúng ta ướp cái nguyên liệu heo á các bạn thì được hơn 20 phút rồi các bạn, thì chúng ta sẽ nấu ha, chúng ta sẽ cho vào bếp nấu ha. Chúng ta cho heo vào nồi ha các bạn ha, và nấu cho nó săn lại thì chúng ta sẽ cho nước dừa vào nha. Sau khi chúng ta nấu nó săn lại cái móng heo rồi các bạn, thì chúng ta sẽ đổ nước dừa vào nha. Sau thời gian cho nấu trên bếp cũng khoảng nửa tiếng rồi các bạn, thì chúng ta thấy heo á, nó nước nó cũng cạn và heo nó săn lại, nó co lại, thì chúng ta thử coi nó chín chưa, thì chúng ta dùng đũa chúng ta xăm thử vào và thấy nó lúng lúng thịt heo, làm mình xăm vào thì thấy nó lúng nó mềm mềm nè các bạn, thì là được rồi ha. Đây là các bạn đó, nó mềm rồi ha, là chúng ta đã nấu chín rồi đó ha, là ăn được rồi và nước nó cũng xăm sắc nghĩa ha. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp nha, là múc ra tô. Thì món tráng miệng hôm nay trong
gia vị á, vào đây rất có nhiều gia vị, thì mình ăn mình nghe người nghệ nữa, vì nghệ xã nước rất là vừa các bạn. Mình dùng đến món tráng miệng nha các bạn. Cho mời các bạn ổi nha. Ta ổi chấm với muối nha. Ổi rất là giòn luôn, nó ngọt. Chấm với muối nó mặn mặn cay cay. Giờ cho lột nước cho bút nha. Ồ, thơm quá. Bút đó. Không bút luôn á. Cái tinh dầu trong cái dẻo á, mình lột á, nó bắn ra nó thơm lắm luôn. Nó át ra những cái mùi heo giả cầy nãy giờ mình ăn. Quýt này cho mua nó bỏng vỏ đó các bạn. Xin mời cả nhà nha, xin mời cả nhà dùng quýt với trong nha. Mua quýt này có 20.000 ký ở chợ. Các bạn xem quýt nó mỏng vỏ ha, vỏ rất là mỏng luôn các bạn. Cái video làm món heo giả cầy của Châu đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ha. Cảm ơn các bạn cùng đồng hành với Châu và đã theo dõi hết cái video của Châu. Nếu các bạn thấy hay, yêu thích thì hãy cho một like thích ha, và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất của Châu nha. Và cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.